Chưa có nhà nên là cô không chọn ra chứ? Đúng vậy. Dạ. Sao cô không chịu chọn chú vậy cô? Cô không chọn anh được là lý do là anh không có nhà. Chọn anh về rồi mình đâu có chỗ đâu mà ở. Nếu ở nhà trọ thì thời gian á, mình làm trang trải ăn uống rồi trả tiền nhà nữa thì không có khả năng để lo nổi. Dạ. Cho nên là cô không chọn chú được. Dạ. Ý của cô là gì? Cũng như là cô cũng là chưa có nhà. Rồi chú thì hiện nay thì là chú đôi khi là cũng còn là ở cùng với gia đình đó. Thì cô thì nguyện vọng của cô là muốn chú có một căn nhà riêng để cô với chú ở. Nên là chú chưa có căn nhà riêng nên là cô không chọn chú ha. Đúng rồi, mà điều kẹt một cái điều kiện là anh không có nhà cho nên là cô không chọn anh được. Thôi anh cũng đừng có buồn nha. Một ngày nào á, em chú đặc biệt em ký anh. Cô Nguyễn Thị Tám, 57 tuổi, con cô nó động viên cô đi tìm lên kết nối để tìm một bà giai để dựa vào sau này nương tựa hơn nữa cuộc đời còn lại. Dạ, quá. Cô chọn một chú độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với cô à? Cô chọn từ 71 đến 2 gì cũng được, tùy duyên. Dạ. Điều kiện là nếu anh đó có nhà và điều kiện phải có nhà mới được. Tìm một người chồng là có nhà riêng đó, cô cũng thích mua bán, cũng có cái mặt tiền để mua bán để trang trải cuộc sống sau này, hoặc là Việt kiều cũng được. Nói chung ra là yêu cầu có tiếng nói chung là có cuộc sống tốt là được. Hoặc là mấy anh nào ở nước ngoài Úc hay là Canada hay là Mỹ hay là Pháp gì cũng được. Ủa sao lại cô lại chọn mấy nước đó? Ví dụ là Campuchia hay là Trung Quốc cũng là Việt kiều vậy cô? Ví dụ là có anh nào ở Trung Quốc hay là ở Campuchia gì đó gọi về con rồi cô chịu không? Không, cô chịu nước nào thì cô nói nước đó. Nào nước thì là cô chọn những anh Việt kiều nước nào cô nói lại giùm con đi. Mỹ hoặc là Pháp hay là Úc, Canada. Dạ, hay là Đài Loan, Hàn Quốc. Con thấy cô chọn những cái nước hiện đại không á cô? Rồi cô chọn mình đi là ở Mỹ rồi Úc, Canada rồi xa quá rồi con cô. Xa quá rồi sao cô thăm con khó khăn đó. Ở Việt Nam đi cho dễ. Có anh nào nước ngoài thì cũng tốt. Nói chung ra là cũng do duyên phận mình thôi. Mà điều anh đó phải có nhà riêng để ví dụ có mặt tiền rồi thì cô mở ra mua bán để trang trải cuộc sống sau này cho ảnh đỡ gánh nặng. Thỉnh thoảng thời gian nào mình về mình thăm con hoặc điện thoại. Còn nếu mình ở Việt Nam thì mà điều kiện phải có nhà mới được. Yêu cầu anh nào có thương cô thì có nhà riêng, hoặc là nước ngoài thì Canada, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan. Thì kết nối với chương trình để mà tìm hiểu cô. Cũng là muốn tìm một anh để sống cho trọn đời nha, nếu biết thương yêu em nha, chứ còn lỡ chừng là em không có chịu à. Dạ. Nếu có anh nào thương cô mà phải suy nghĩ kỹ nha, là điều thứ nhất á, là chững chạc, biết lo làm ăn đó, là biết là phải chọn là sống cho tánh trọn đời nha. Chứ bây giờ là nếu mà bay vốn là em cũng không có chịu đó. Dạ, em Phúc Kết Nối Yêu Thương xin gửi lời chúc thân thương quý vị khán giả xem video trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em chào cô. Chào cậu, chào chương trình. Dạ, con giới thiệu cô, con Phúc. Cảm ơn cô ngày hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương Bên Con. Con mời cô giới thiệu bản thân, gửi đến quý vị khán giả thân mến. Cô tên gì và năm nay cô được mấy mươi? Con mời cô. Cô chào cộng đồng mạng, chào chương trình Cậu Phúc Nghĩa. Cô Nguyễn Thị Tám, 57 tuổi, ở ấp Chính La 2, xã Dị Bình, Dị Thủy, Hậu Giang. Dạ. Và hiện nay là mình đang làm việc ở đâu cô? Quận 12. Hiện tại mình đang làm công việc gì cô? Hiện tại thì giờ cô đang ở nhà nội trợ. Dạ. Công việc trước đây cô làm việc gì? Trước đây thì cô làm thợ hồ. Wow. Xây dựng. Là cô là thợ đứng xây công trình luôn đó ha? Đúng rồi, từ móng đi lên là sắt, cốt pha, bê tông, xây tô, bắt chỉ, bắt cạnh, lót gạch, cô làm được hết. Dạ, cô giới thiệu giùm con về tình trạng hôn nhân gia đình của mình đấy cô. Tình trạng hôn nhân gia đình của cô thì ông xã cô
bị bệnh mắc đêm mùng 8 tháng 10 2019. Dạ. Đến nay là gần 5 năm mà. Dạ. À, từ khi mà ông xã cô mắc đó, đến thời điểm này thì cô có tìm hiểu thêm chú nào nữa không? Cô nói chung là cô cũng không có đi đâu chân, không có tìm hiểu. Thì bây giờ con cô nó động viên cô đi tìm lên kết nối để tìm một bà giai để dựa vào sau này nương tựa nữa cuộc đời còn lại. Dạ quá hay, vậy là con cô động viên cô đến chương trình kết nối yêu thương luôn. Đúng rồi. Dạ quý quá. Tại vì con trai cô á nó ngoan lắm, nó bây giờ nó mạnh nó nuôi cô mà nó không cho cô đi làm nữa, cô định đi buôn bán á, nó thôi mẹ cực khổ nhiều rồi, giờ mẹ nghỉ đi để con làm con nuôi, nếu có chú nào á kết mẹ thì rước mẹ thì rước, còn rước thì con nuôi mẹ nữa. Dạ chị hai cô. Dạ à, cô được mấy thành viên gia đình con của cô đấy cô? À được ba, một gái có gia đình rồi, còn hai trai thì chưa. Dạ. Mà giờ nếu cô kết nối thì điều kiện thì con cô thì nó cũng có nghề nghiệp, nó tự lo sống được đó, cho nên là cô cũng không có vướng bận gì con cái. Dạ à, con cảm ơn cô. Với tiêu chí cô thì cô chọn một chú độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với cô à? Cô chọn từ ở cô thì 57, chọn từ 70 trở lại, 71, 72 gì cũng được, tùy duyên. Dạ, nói chung là chọn từ 70, 72 gì đó hả cô ha, tùy duyên hả cô ha. Dạ. Dạ. Ờ, cô chọn quý chú mà độ tuổi từ 70, 72 thì con nghĩ là tuổi đó thì quý chú là đa phần là cũng là khu hết rồi đó cô. Quý chú lớn tuổi đó, rồi cô có nguyện vọng là điều kiện quý chú như thế nào để mình trang trải cuộc sống hàng ngày không cô? Điều kiện là nếu anh đó có nhà thì thời điểm này thì mình tiếp lý mình dành dụm lại. Anh nó có công ăn việc làm á, rồi khi mình không bằng được thì mình lấy của đó ra mình ăn, mà điều kiện phải có nhà mới được. Mà tôi chọn chú từ 70 đến 72 thì con nghĩ là tuổi đó chú mấy quý chú hù hết rồi. Mấy anh đó người ta chững chạc, chứ còn cô không có thích nhỏ. Cô muốn chọn một anh là tính tình là phải chân chất hiền hòa, là biết chia sẻ, biết đùm bọc, biết yêu thương vợ con, biết lo làm. Dạ. Chứ không ăn chơi bê tha, không rượu chè, rồi với mình phải là biết là yêu thương vợ con, phải nói chuyện cho chững chạc, cái gì đâu thì rõ ràng đó, biết chia sớt lẫn nhau, chia sẻ. Dạ. Cần một người là có nhà, có cuộc sống tốt, nhà riêng, không vướng bận con cái. Còn nếu vướng bận con cái thì con cái là phải biết yêu thương cô thì cô mới chấp nhận, rồi cô cũng vẫn yêu thương như con của cô thôi. Tìm một người chồng là có nhà riêng đó, cô cũng thích mua bán, cũng có cái mặt tiền để mua bán để trang trải cuộc sống sau này, hoặc là có ruộng có vườn, hoặc là việt kiều cũng được. Nói chung ra là yêu cầu có tiếng nói chung là có cuộc sống tốt là được. Cô tìm một anh là có nhà riêng, có mặt tiền để cô mua bán trang trải cuộc sống sau này, hoặc là mấy anh nào ở nước ngoài Úc hay là Canada hay là Mỹ hay là Pháp gì cũng được. Ủa sao lại cô lại chọn mấy nước đó, ví dụ là Campuchia hay là Trung Quốc cũng là việt kiều vậy cô? Cô thích sao thì cô nói vậy. Rồi ví dụ là có anh nào ở Trung Quốc hay là ở Campuchia gì đó gọi về con rồi cô chịu không? Không, cô chịu nước nào thì cô nói nước đó. Là nước thì là cô chọn những anh việt kiều nước nào cô nói lại giùm con đi. Mỹ hoặc là Pháp hay là Úc, Canada. Dạ. Đài Loan, Hàn Quốc. Con thấy cô chọn những cái nước hiện đại không á cô? Rồi cô chọn mình đi là ở Mỹ rồi Úc, Canada rồi xa quá rồi con cô xa quá rồi sao cô thăm con khó khăn đó, ở Việt Nam đi cho dễ. Nói chung ra có anh nào nước ngoài thì cũng tốt. Nói chung ra là cũng do duyên phận mình thôi.
mà điều anh đó phải có nhà, có nhà riêng để ví dụ có mặt tiền rồi thì cô mở ra mua bán để trang trải cuộc sống sau này cho ảnh đỡ gánh nặng. Thỉnh thoảng thời gian nào mình về mình thăm con hoặc điện thoại, còn nếu mình ở Việt Nam thì con mình nó cũng ở nhà, nó cũng tự sống chứ nó đâu đi theo mình được đâu. Rồi cô có dự định là sau khi mà cô chọn được một chú mà ở nước ngoài như cô vừa nêu đó, rồi cô có dự định là bảo lãnh con cô qua bên đó luôn không cô? Cái đó thì tùy theo, nếu anh đó ảnh thương mình, ảnh muốn bảo lãnh con mình thì cô cũng đồng ý, mà nếu không có bảo lãnh thì con mình nó ở bên này nó làm nó sống. Dạ. Ở bên nước ngoài bất cứ nước nào cũng có, là đôi khi cũng có quý chú quý chưa quý cô có nhà riêng, cũng có một phần là quý chú quý cô chưa có nhà riêng. Còn ở Việt Nam á là cô chọn quý chú là phải có nhà riêng đúng không cô? Đúng rồi, phải có nhà riêng. Vậy cô chọn những chú mà Việt kiều đang ở nước ngoài đó, là cô có cần mấy chú đó phải có nhà không, là khỏi nhà cũng được? Nếu mà có điều kiện tốt thì được, có nhà thì càng tốt hơn. Còn nếu mà không có nhà mà nói ở nhà của nhà nước chu cấp đó thì cũng được. Là ở nước ngoài đấy ha? Đúng rồi. Ủa sao mà cô rộng lượng cho những chú nước ngoài hơn vậy? Tại vì nói gì nè, mình ở nước ngoài á mà có anh á, thì cũng chia sẻ là nhà nước chu cấp là nó tốt hơn cái có nhà. Có nhà là đóng tiền nhiều lắm đó. Vậy là ý cô đó, nếu mà cô mà tìm một chú mà ông xã tương lai của cô mà ở Việt Nam đó là phải có nhà riêng một tiền, còn nếu mà ở nước ngoài là không cần nhà, ở nhà trọ cũng được luôn hả cô? Không, không ở nhà trọ mà cũng như nói là nhà nước là chu cấp á, ở ngoài luôn vậy đó. Dạ. Mà nói như cái nhà của mình anh ha, là ví dụ đóng 200. Dạ. Mà cái nhà đó thì chỉ đóng 100 thôi mà mình ở suốt đời luôn. Dạ. Hiện tại giờ là cô có nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh chưa cô? Không, cô ở trọ, cô không có nhà, cho nên cô mới tìm một anh nào có nhà để cô nương tựa sau này. Dạ. Khi mà cô đến chương trình Kết Nối Yêu Thương Minh Con đó, thì cô khi cô đi cô nói là cô cũng được con cô động viên. Đúng rồi. Rồi con cô có động viên cô là tìm một người bạn là hòa hợp và nhà cửa thế nào không cô? Không, cô con cô nói là tỷ mẹ, mẹ chọn sao thì tỷ mẹ, sao mẹ cuộc sống mẹ vui thì được. Dạ. Chứ con không có lựa, con không có góp ý cái vụ mà lựa chọn. Dạ. Con đặt một câu trường hợp như là có chú nào mà yêu thương cô mà hiện nay chú đó ở nhà chào á, mà yêu thương cô được không cô? Không, tại vì cô không thể. Tại vì sau này là mình lớn tuổi rồi, không có thể mà lót trang trải ăn rồi lót trang trải tiền nhà trọ. Cho nên là cô không thể chọn gì được. Sáng nay cô đến với văn phòng Kết Nối Yêu Thương Mình Con đó, thì ở phía trước cũng có quý cô, quý chú, khoảng lúc mà cô tới cũng khoảng hơn 20 cô chú. Đúng. Thì cô ngồi trước cô nói chuyện rồi, cô có tìm hiểu được chú nào ở văn phòng con chưa? Cũng có mấy anh chọn cô mà đều không có nhà, cho nên là cô không chọn được. Vậy là sáng trò chuyện cũng có quý chú đến đây, nhưng mà quý chú đó không có nhà rồi cô không chọn. Rồi đúng rồi. Thấy thì nói chuyện cũng hợp tình hợp lý, mà điều đó là không có nhà rồi cuộc sống sau này mình không trang trải được. Bây giờ mình muốn tìm một anh đó là có nhà riêng đó, là mình sống cũng được. Tại vì cô là mua bán cô cũng làm được nè, nói chung là việc gì cô cũng làm được chứ. Mấy anh nào thấy em chia sẻ về có muốn làm chồng em thì điều kiện anh đó phải có nhà riêng đó, có mặt tiền mua bán được, hoặc là có điều kiện anh Việt kiều nước ngoài thì Mỹ, Canada, Úc hay là Đài Loan, Hàn Quốc. Video đến đây cô có chia sẻ thêm để con xin phép cô khép lại chương trình nè. Như vậy thì cô chia sẻ vậy cũng đủ rồi. Yêu cầu anh nào có thương cô thì có nhà riêng, hoặc là nước ngoài thì Canada, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, thì kết nối với chương trình của Phúc Nghĩa để mà tìm hiểu. Cô cũng là muốn tìm một anh để sống cho trọn đời nha, nếu biết thương yêu em nha, chứ còn lỡ chừng là em không có chịu. Dạ, cảm ơn cô. Thời lượng video đến đây con xin phép cô khép lại chương trình.
À, dạ cô, thưa cô, ngày hôm nay cô có đồng ý là cho con sử dụng hình ảnh, lời nói, video của cô đăng trên cộng đồng mạng không ạ? À, cô đồng ý. Dạ, à, dạ thưa cô, những lời nói, video, bày tỏ bản thân của cô ngày hôm nay, cô chia sẻ trên cộng đồng mạng với những nguyện vọng, tiêu chí của cô đó. Con mời cô chia sẻ ạ. Cái tâm trí cô nghĩ sao thì cô nói vậy, trong tâm lương tâm cô nói nghĩ sao thì cô nói thật lòng vậy đó. Rồi nếu có anh nào thương cô mà phải suy nghĩ kỹ nha, là điều thứ nhất á, là chững chạc, biết lo làm ăn đó, là biết là phải chọn là sống cho tánh trọn đời nha. Chứ bây giờ là nếu mà bay vốn là em cũng không có chịu đó. Rồi nói chia sẻ hôm nay là tự tấm lòng cô đó, nghĩ sao thì cô chia sẻ vậy, nếu sai cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ con cảm ơn cô. À, dạ thưa cô, con xin thưa cô là gì, bên anh em con á, là chỉ là nhịp cầu nói chia sẻ theo nguyện vọng của cô, ghi hình đăng cộng đồng mạng. Trong trường hợp mà đủ duyên thì cô tìm được cho cô một nửa yêu thương thì anh em bên chương trình bên con chúc cho cô chú được hạnh phúc. Trong thời gian đăng tải video mà cô chưa tìm được một nửa yêu thương thì xem như video ngày hôm nay mình đăng tải trên cộng đồng mạng, mình lưu giữ lại những ký ức, những kỷ niệm mà cái ngày đầu tiên cô đến với chương trình, để sau này những cái khoảnh khắc hình ảnh mình mở lên mình xem lại hết cô ha. Dạ. Cô đồng ý không cô? Đồng ý. Dạ. Và ngay cái buổi đầu tiên mà khi mà cô chú mà tìm hiểu đó thì hai cô chú tự chịu trách nhiệm mình con, tìm hiểu về họ hàng hai bên, tìm hiểu về hôn nhân gia đình. Trong thời gian mà quen nhau, cô chú trao tặng quà, cho mượn tài chính hay là mời về nhà chơi, không may xảy ra những cái việc mình không lường trước được thì những cái việc đó hai cô chú tự chịu trách nhiệm, bên chương trình con không chịu trách nhiệm nha cô. Rồi cô đồng ý. Dạ. Dạ thời lượng video đến đây em xin tạm khép lại chương trình, cũng xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong quý cô chú anh chị để là phần comment đóng góp ý kiến. Anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị. Trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả video tiếp theo. Chào cô. Chào. Yeah.